Huyện Đình Quán đã tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2019. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện đã triển khai kế hoạch chiến dịch và hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện. Theo đó, các xã thị trấn huy động cử tác viên dân số và đoàn thể tại xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các kênh truyền thông của địa phương. Ban chỉ đạo sẽ thực hiện triển khai chiến dịch từ ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5 2019 tại các địa điểm gồm bệnh viện đa khoa khu vực Đình Quán, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã thị trấn. Mục tiêu của chiến dịch là thực hiện 60% kế hoạch năm về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng trong thời gian triển khai chiến dịch tại các xã thị trấn và phấn đấu 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết cơ bản về kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn và ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản.